Trở lại Huế thương, bài thơ khắc trong chiếc nón em cầm trên tay ra đứng bờ sông. Sóng hướng nước chảy thuyền trôi lững lờ, em trao nón đời và tình câu hát tìm người con gái áo tím mộng mơ. Sông hương tấm nầm tìm sáng được chứ không vui kỷ niệm vòng tay học trò. Dương đó mới là hiền nhân, vì
tài ba, hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hai tiếng yêu thương vội
với bao năm trường. Thoát hương linh trước
Thank you.
tràn nguyện phong hải xa hải dùn thôn phàm tộc tư gia thiệt lệ phù hòa sử tây trư uế kỳ kỳ nhan sự kinh vi tiến chủ phạm văn bương tình hôn trần thị nữ phạm thân tây đồng gia nam tự đại kỳ âu đặng tình chỉ cơ vị ngôn niệm viên bằng khoa pháp chi vi nguyện bảo vinh nhan chi phước cận tụ bồn nguyện di thập tử dực kinh định pháp sư tự vô gia chữ tu thiết thái thượng thiết lệ phu sư tổng đại dương. Thank you.
Yeah.
bãi Lộc Phàm Văn Hương đại diện cho kim vị tế chủ Lộc Phàm Văn Bương tình hôn đàn nữ thân quyến toàn gia đại tiểu đàng tư dân kiến lập đàn trường mãi mấy hình dân về thế mạng hình dân kinh chính thọ đồ kiếp kiếp trường tồn tiến hóa thành dân già nam dân chi tưởng thế nam dân chi khai địa dạng dạng quang minh khai dân dạng dạng quang minh lai lượng mi mục năng thính lượng tỷ lương lượng dị năng văn khẩu năng thuyết lượng tủ năng tác bổ túc năng hành khai đầu sáng đó già ngài kêu thì già ngài hỏi thì thưa già thưa thốt cho rõ ràng tôi người trung giải lên thường giải xuống giải hạ giải điểm dạng thế mạng cho ai thế mạng cho linh hồn oan nghiệp bảo đề cao bình cồn phàm thánh sông chỉ thấy nhồn lai dập hình dân cho kim vị thế chủ phàm văn hương khất giết đài âm dương đông phù tây ngưỡng thần bồi sợ đút đút hòa chi thay nhồn nguyên màng tự tài tha hương bệnh viện trung ương Huế màng võng chi nghiệp tử dân kiến lập đàn trường mà in dân này về và thể màng cho kim vị tế chủ phàm văn hương đại diện cho thân quyến khất như đại âm dương thể màng cho vong hồn như lời thề từ tôi tấu cả tam tài phù tài vào trong nã sát khai thiên dạ dạ quang minh địa dạ dạ quang minh dân dạ dạ quang minh khai lượng mi mục năng thị lượng tỷ nhuông dị năng văn khẩu năng thuyết lượng thủ năng tác bổ túc năng hành khai đầu sáng đó ngài kêu thì già ngài hỏi thì thưa già thưa thốt cho rõ ràng tôi người trúng giải lên thường giải xuống hạ giải nghiệp dạng thế mạng cho ai thế mạng cho kim vi thể tử cáo bình cùng là phạm thanh bình nguyên mạng tự tại trúng chỗ địa phần điền hòa chi chữ cho kim vi tỉnh chủ phạm văn hương đại diện cho thân quyến khất chiết đài Thank you.
công thọ thất mau đến cả tù. Thank you.
kiến tài hoa Bye.
Nam quốc thiên tịnh phong điện huyền phong hải xa hải dùng phong phạm đồng tư gia thiết lễ an sự kinh tử tôn phạm phân Oh, my God.
Trăng mơ mắt trông về nơi cõi xa mờ, nơi xa xăm kia tôi say nhìn quê cũ dấu yêu. Ôi tình quê hương nơi chốn xưa có bà mẹ hiền.
Kìa
khổ chiến sĩ tràn bông dân không. Vô cứu vô tay trường ấy mặt nhà chỉ hương tâm những bồ đề chia quà khuôn ngọn trái dù nhìn nắng bao hồ thanh nhưng chỉ thank you.
khe thu đốn thu bên bãi mạo can hoa đương phùng tổng cần gì điệp văn y binh kim ngân phần Bye.
Thank you.
vì thân vũ cứu vùng trung cả. Vạn đại biết ơn công đức
của cha mẹ thân thần diệu dục và phủ hề sanh ngã một hề quốc ngã. Ai ai phủ mẫu sanh ngã phù lâu nguyện cầu hôm nay hạ phong được vãng quả nơi thiên đài về đỉnh suối để bình lòng an nghỉ và chúng tôi cảm ơn. Hãy nhớ ơn lượng của thánh đạo và để lại truyền lại sách thánh điển có để lại và tựa con thập nguyện hoài thai và tam niên vũ bộ ái hoài không đâu kể từ một tháng làm đầu ăn trong khí huyết lớn đau trong người kể và kể từ ba tháng hiện trên mình mẹ chưa biết và ái trai trong người kể từ bốn tháng chúng chỗ lâu dài mình mẹ lo lắng một đề thiệu thai kể từ năm tháng đã gần mọi chẳng giảm lầm mệt chẳng giảm thao tiếng ngoài mưa nắng cử đông chúng chỗ an lòng và kể từ đại tháng ba hoàng mình mẹ lo lắng chuyện là sự thân kể từ tám tháng gần xanh ăn không ngon nằm không ngủ say sao bỏ bạc và kể từ chín tháng mười ngày ăn cay cũng đã chuyện là khổ thân một hai là giáo dục khuyên răn cầu đòi khẩn phật và con chơi mọi mừng ba là phụ mẫu tình thâm tam niên vũ bổ gian đêm ngày bốn là công mẹ lắm thay ăn cay nuốt đắng đêm ngày đủ chỗ khổ đau và năm là gót mỏng da mỏng nuôi con tề nuôi con tài núi tài con tài trời và sáu là dưỡng dục bao ngày cha sanh mẹ dưỡng phù lão sanh thành nhiều ở trên dương trần thì vợ thập gì của ba con cũng nhiều chúng đi ra đường tâm tài hiến lập đàn rồi thì làm cái pháp sư và chi xin thì tả bông để ra diệu đạo quan nghiệp trong lập pháp sư xin giải thoát tất cả nghiệp ưu phiền của tả bông về nơi chỉ chuối và thăm lên quảng đài tâm cấp để về nơi chúng tôi thế đồ và phù hộ cho con cháu ở trên dương trần được bình an sâu tái xin Thank you.
sao quy thành thường thương
Kẹt cái máy đấy chứ không phải.